Trời bữa nay sao? Trời bữa nay thì không có nắng, ui ui có mây. Nắng thì ít nhưng mà mát mát gì mới được các bạn ơi, đi cắm trại mà nóng quá cũng chịu không nổi. Trời bữa nay là good, very good. Mát mát gì thoải mái.
Bữa nay đi cắm trại rồi các bạn ơi, chuẩn bị mới bỏ đồ xuống hết rồi. Bỏ đồ rồi xuống hết rồi, tối nay là cân liều rồi ngủ ở đây nhé, câu cá nhé. Xong bữa không? Wow. Con sông này là có cá tầm á các bạn. Cá tầm ở bên này đi câu cá tầm là bự lắm, tiếng Anh nó kêu bằng sturgeon á. Con sông này là cá tầm, dưới đến mùa cá hồi á, đến mùa cá hồi là nó đi từ ngoài biển vô con sông này. Đó. Vô con sông này nó đi lên mấy con sông mà trước khi nó còn nhỏ mà thả nó ra đó, nó ra ngoài biển nó sống, xong rồi đến mùa nó đẻ trứng nó phải vô trong chỗ mà nó thả. Nó đẻ trứng, bây giờ người ta mới kêu bằng cá hồi á các bạn. Đấy, thì nó đi bằng con sông này nè. Mỗi năm là cá nó vô con sông này, nó lên trên nguồn suối. Rồi ở dưới này là có cá tầm luôn, cá tầm rất là bự. Lấy cả ngàn phao luôn. Tối nay vừa cắm trại vừa câu cá bóng, cá trắng đồ chơi rồi thử câu cá tầm, cá thất trình luôn. Hy vọng là có một mớ cá nhỏ nhỏ kho tiêu ăn cơm cháy rồi ha. Cắm trại mà có mấy cái món đó là very đã. Đây. Đó, cái này. Cái lò của chú Xì đó, ô có cái lò đó cũng được. Not bad. Fancy look tired. Đây các bạn, mới bỏ hai một cần thôi, tại nước bây giờ nó còn chưa có lên, chờ nước lên mới câu hai cần. Bỏ một cần thôi, câu cá trắng cá bóng thôi, còn hai cần lớn kia là câu cá tầm đó. Hai cần lớn kia câu cá tầm nha. Đó, tới trình fishing. Ồ, oh, dính rồi bạn ơi, dính rồi. Hy vọng là dính cái cá rồi nhé. Cá bóng cái gì đây? Oh, baby fish. Oh, baby fish. Baby fish. Little one, kho tiêu. Cá này mà câu không mấy chục con kho tiêu là má cháy luôn các bạn. Kho tiêu ăn cơm cháy nhé. Tìm cá bóng mà chưa có cá bóng. Đây, chỗ cắm trại tối nay đây các bạn ơi, chưa có cá mà đã ăn rồi. Cá chưa ăn, mình ăn trước hay đói rồi. Chiên thịt, đây là thịt nai nhé, thịt eo. Sườn này sườn bự lắm, bên đây Việt Nam không có đâu, bên này nó kêu bằng con eo. Lên rai trước rồi tính sau. Không mà nếu mà ngủ lại thì nó vui. Hai cần câu cá tầm đây mà chưa có dính. Đấy. Where Francis? Francis ở trong. Có phà kéo rồi đấy, giống sông Tiền Việt Nam không các bạn? Đó. Xà lan kéo rồi nữa nhé. Này ngồi đây cũng nhớ về miền Tây. Sông nước hữu tình. Rồi. Ăn có cá sống kìa, bây giờ ăn mấy miếng rồi sắp đầu kia đem cá sống ra. Cái đất của mình á là bỏ cái cam đuối cũng đủ rồi. Mời các bạn miếng nha.
Yeah, perfect weather. Nó không có nóng hung quá. Tươi mà. Tươi mà chú, mi nói vui mỗi 3 ngày. Ủa có xương phải không? Sorry. Because I'm some of the mine. Sashimi. Salmon nữa các bạn. Some of them are bone, check the seaweed. Ăn thử coi. Để nêu. Try it, it's very fresh. It's only like... She can eat raw? Oh, fancy, yeah. Oh, you can eat raw? No. You have baby number 2 on the you way. You pregnant? Yeah. Oh, congratulations. She's lying. Lying. Okay, that's good. Oh, that's good. She just found out. Oh, congratulations. Yeah. That's good. I told her. She's like, I'll try. I'll think oh, about no, it. No, you didn't drink. Like, you can coffee instead. Congratulations. Ryan, come. Congratulations. That's good. You wanna dial the bottle of water? That's fine. Way too soon. Mà các bạn mới cá sống coi quá đã luôn, tươi luôn, cắm trại mà. Câu cá chưa có mà có cá ăn rồi. We feed nothing. Cái này, nếu mà you không muốn mấy cái chỗ mà đừng có cái chỗ dày á. Ok, thì chút. Nãy nó bị frozen, nó bị cắt cái xương nhau. Rồi, vô cái mời các bạn. Bữa nay đi cắm trại về xong nha. Câu cá chưa có mà đã có cá ăn rồi. You eat it with the seaweed, good? Oh yeah. Yeah, it's fair. Ba ngày mà. Frozen ba ngày mà. Ah, quý vị đã các bạn ơi. Mấy bữa đi câu cá, đi núi, đi rừng rồi bữa nay enjoy nha. Bữa nay đi cắm trại enjoy. Câu thì ít nhưng mà enjoy thì nhiều. Bỏ chỗ seaweed, bỏ cái hành trắng lên nữa, sweet onion nữa. Wow, finally được con cá trắng rồi các bạn ơi. Mình ngâm mấy con nãy giờ mình đâu có biết đâu, ai ngờ ra dính con cũng đỡ. White fish here. Fish here. Oh, he got me. You got a fishy. I know, it's not moving. It's not moving. A long fish. Yeah, big, a little big. You want to touch it? Slimy. She love it, eh? She not scared anything. No, not at all. Oh. Is it a fishy? Yeah. Okay, you've got to put it in the water. Okay, you'll catch you a bigger one. Cá trắng à, cá trắng cá đà, kho tiêu. Làm gì làm cũng không có bằng món mực ở quê hương mình các bạn ơi. Nãy giờ ăn thịt, ăn cá rồi, câu cá chưa có mà ăn tùm lum, bây giờ làm gì làm cũng thèm món mực Nha Trang ngày về. Được rồi, được rồi, nó khô á, được rồi. Dạ. Nó khô, nó giòn á. Mà bây giờ gà, thịt đồ đem ra nướng tùm lum. Thế này là thế nào? Cái này đi ra này là chỉ câu chưa có mà mồi thì hao quá rồi. Mực khô là đem bỏ nước y xèo mấy con à. Mới ngày đầu tiên nha các bạn, ngày đầu tiên cắm trại, bởi vì thu hoạch thì chưa có bao nhiêu. Có mấy con cá lồng tông mà chưa đủ kho ăn cơm cháy nữa. Thôi bây giờ phải lục đồ nhà đem ra ăn trước đi. Mai tính sau. Ủa, gà chạy bộ nướng muối ớt nhé. Giữ luôn. Đó, làm gì làm cái món mực khô vẫn đắt như thường. Sao không?
Còn câu để kia mà dính mấy con các bạn ơi, thảm không? Chưa đủ kho tiêu, phải ráng một đêm nay với ngày mai nó mới đủ kho tiêu. Liều liếc được căng lên hết rồi. Wow, running, touching on. Ê, các bạn ơi, cuối cùng cũng cá tầm dính rồi nghe, dính cá tầm rồi nhé. Đây là nguyên một group của mấy tụi mình đi câu nè. Hey, fancy it. Fit on, fit on. Oh, fit on, fit on. How big is it? Take time. Ooh, not bad. I hope to land it, man. Is that the salmon rod? Yeah. Slowly, slowly. It's a bigger salmon rod, yeah. Whoa. It's going here. It's right here. It's right here. It's right here already. Yep. Nice. Slowly, yeah, it's right there. Ooh. Cái tầm nghe các bạn, cái tầm dính rồi. Yeah, ooh, look at the tail. I seen a bite on that earlier, so I heard like the bell. I was like, oh, he hit it super hard. Like, yeah. Super hard. See, các bạn thấy không? Dính cái tầm rồi nè. Đó, vô, y, come in, come in. Dính cái tầm này. Tới trình. Come in. Come in, nice. Ooh, come on, jump, 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 jump. Ooh. Oh, he's already up, sir. Yeah, true. To jump in. Looks like you've done this a couple times. Come in, come in, come in. So fast. Wow, look at this. Yeah. Little guy, but not bad. Feel in. Smell in. Look at that, các bạn thấy chưa? Cá tầm. Oh. Not bad, not bad, not bad. Oh, cá tầm đó, các bạn thấy chưa? Đã không? Ủa, con này bá phát luôn. Oh, look at that. Ooh. Yeah, five. Nice. Oh, các bạn thấy chưa? Cá tầm nè. No. Good job, good job. Nice. Yeah, buddy. It's teamwork. Yeah. There you go. Cho chị xuống luôn. Let him pick it. Nice one. Nice one. Nice one. White sturgeon. White sturgeon. Very nice. Just this guy's pretty sharp. Very sharp, yeah. Now mình phải thả thôi các bạn ơi, cá này chỉ câu cho vui thôi. Nó nắm cái đuôi á, cho chị nắm cái đuôi đưa ra. Mình phải thả thôi các bạn ơi, từ từ lắc tới lắc lui á. Đó, mình câu cho vui thôi chứ mình không có được bắt nha các bạn. Đó. Ok, release, thả thôi. Oh, nice. Đúng, cho chị đưa lên. Oh, cho chị dính cá đây. Oh. Yeah, bỏ vô cho chị. Oh, cá kho tiêu. Oh, cá kho tiêu finally, cho chị cũng dính cá. Oh, cỡ này là khoảng dùng 10 con, là 20 con là kho tiêu, là ăn cơm cháy là má la luôn rồi. Đây các bạn,
Wow, cũng được nhiêu này khoảng chừng 10 con nữa, kho tiêu được rồi đó. Where the fish? Hả? Ok, vô á. Đâu Kevin, let's see. Oh, bohead, vậy mà nó biết fit á. What the? Khó tiêu, oh, cái này khó tiêu ăn cơm cháy là ngon cơm luôn á. Yeah, khó tiêu ăn cơm cháy. Ha, cô Dung. Cái đó mà 20 con khó tiêu ăn cơm cháy là ngon cơm luôn á. Ráng kêu à. Gỡ đi, ráng kêu thằng Kevin nó câu đây. Quấy gì gỡ ra luôn chứ quấy gì. Wow, dính cá nữa các bạn ơi. Ủa sao nãy tao giật dữ lắm mà mất tiêu rồi. Nó còn á. Yes. Yeah, still. Ồ, nó chậm đây nè. Chậm, ồ, phiên chậm. Yeah, lớn rồi, nó chậm rồi. Nó chậm rồi hả? Yeah. Oh, right there, I got right there. Oh my god. Đồ, xảy rồi. No, real, maybe they're going in. Real in. Still there, real. Nó không in đó. Chết real, baby đi không yên á. Hai con đều luôn không? Oh, still there. Snack á, come on, real in. It's a lot of snack down there. It's off already. Still? Đồ cũng chỉ nặng lắm. Oh, that's it, it's lost. Ồ, nhiều ốc này chi không đủ ngừng con. Trời thì không cho đốt lửa nhưng mà mình cũng vẫn có cái lò để tối có nhóm lửa hồng lên cho có thấy mùi cắm trại như thế nào các bạn thấy chưa? Đó, dữ. Tối xỉn thì vô trong liều đang ngủ thôi. Lúc này. Đi cắm trại bắt thì không có con gì mà đồ ăn là đem ra Excel. Nè, trí. Vô lấy con em con nghe con ấy. Ở đây đứa son. Yeah, see. Okay. Yeah, see. I wouldn't mind if they had a girl downstairs. Nóng em nóng lấy tờ giấy dùng nóng á.